Dạ, chào các bác quay trở lại kênh Sera Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Hà, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ở số điện thoại của em là 0936 525 998, số này em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay em lại lên sóng chia sẻ đến các bác một số cái món phụ kiện đồ chơi cho xe đạp. Sau đây em đi vào chi tiết và em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em ship hàng đến tận nhà. Các bác nhận hàng, kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Em sẽ đi vào cái món dầu tra xích trước đi các bác ơi. Ở đây em đang có dầu Zephan, thương hiệu của Pháp, sản xuất tại Pháp. Dung tích là 120ml, dòng này là dòng Nano Ceramic và nó sử dụng được cho 4 mùa các bác nhé. Cái này dầu của nó khi các bác nhỏ ra ấy, là nó sẽ có cái màu sữa các bác nhé, màu sữa. Cái này thì nó là chuyên dụng để sử dụng cho những cái chiếc xe đạp. Đấy, nên là các bác đang chơi xe thì các bác nên mua cái dòng này về các bác sử dụng này, chứ các bác đừng lấy cái dầu nhớt, dầu động cơ các bác tra vào. Đấy, cái thằng đấy thì nó bám đất cát, bám bụi bẩn, lâu ngày là nó sẽ làm hư cái răng đĩa, răng líp, rồi nó hư xích các bác nhé. Cái này em bán là 230.000 một lọ các bác nhé. 230.000 một lọ. Rồi bên đây em đang có một cây kính các bác này. Một cây kính mới nguyên hộp luôn. Đây là một cây kính OGK Kabuto, thương hiệu của Nhật. Hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Đây nó có một cái mắt kính để sơ cua các bác này. Cái này thì nó chuyên đi đêm. Cái mắt này là mắt chuyên đi đêm các bác nhé. Cái này em nhìn thì đấy, chuyên đi đây. Cái nhìn nghiêng nghiêng cái mắt này nó có cái màu hơi tím tím nữa các bác. Đây là hướng dẫn sử dụng này. Cây kính này thì em đang bán là 2,2 triệu các bác nhé. 2,2 triệu. Chứ kính này. Cái này thì nó có cái khung của nó nhìn rất là đẹp các bác ơi. Khung màu xanh bộ đội rất là đẹp. Kabuto, thương hiệu của Nhật các bác nhé. Mà nó không phải là sản xuất ở Nhật đâu các bác. Thằng này dường như nó sản xuất Đài Loan. Cái này cái chỗ to nhất của nó vào 5,5 phân các bác nhé. Và cái lòng của nó thì lòng của nó là 14,5 cho bác nào mặt to các bác nhé. Cái này cái mắt của nó to và cái lọt lòng của nó cũng khá là rộng, nên là bác nào có cái khuôn mặt to to một chút đeo cái kính này rất là đẹp các bác nhé. Đây, quá đẹp luôn, giá 2,2 triệu. Đấy, mới nguyên hộp các bác nhé, 2,2 triệu. Cái kính này thì em khỏi cần phải đánh mã đi. Này nó có mỗi một món thôi. Bên đây em đang có cái miếng đệm. Cái miếng đệm này thì nó sử dụng cho những cái đôi bê đan lóc các bác nhé. Lóc của Pháp. Bác nào đang sử dụng những cái đôi bê đan cá thương hiệu lóc đấy, mà các bác ngại đi giày cá ấy, thì các bác mua cái miếng đệm này vào. Các bác bỏ vào cái bê đan. Đó. Sau đó là các bác sử dụng những cái đôi giày bình thường các bác nhé. Muốn đi bê đan cá nhưng mà lại ngại đi giày cá thì các bác mua cái miếng này. Nó chỉ dùng được cho mỗi bê đan lóc thôi các bác nhé. Ở trên đây thì nó làm có những cái ô để chống trượt này các bác này. Để mình sử dụng cái giày thường khi mình đạp và nó không bị trượt các bác. Bộ này thì 300 các bác nhé. 300. Mã số 1 các bác ơi. Số 1 giá 300. Này nó chỉ sử dụng cho lóc thôi các bác nhé. Đấy, các bác đang dùng Shimano hoặc là những cái thương hiệu khác là không dùng được đâu. Nó chỉ dùng được cho duy nhất bê đan lóc các bác nhé. Rồi bên đây em đang có một cái líp Ultegra 6700. Đấy, líp này là líp 1223, hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Mới nguyên hộp như thế này. Đó. Sử dụng cho những cái bộ group 10S các bác này.
Bác nào đang dùng tia RA hoặc là 105 hoặc là Ultegra 6007 hoặc là Duracer gì đấy. Đấy, 10 lít là được các bác nhé. Hoặc là các bác đang sử dụng cái bộ group S-RAM 10 lít. Các bác mua cái này về các bác bỏ vào xài nó như nhau hết các bác nhé. Chiếc này em để các bác giá 1 triệu rưỡi. Mã số 2 các bác nhé. Mã số 2, một chiếc clip Ultegra 6007 mới nguyên hộp. Giá 1 triệu rưỡi. Đấy, bên đây em đang có một đôi giày này. Để em bỏ gọn cái này sang đây đã. Một đôi giày Physics các bác ơi. Hàng lướt đã qua sử dụng. Đấy. Nhưng mà thực tế em quan sát ở ngoài đây thì nó còn khá là mới các bác nhé. Khá là mới luôn. Da còn rất là đẹp các bác nhé. Đây nó có khóa ba này. Thằng này nó cũng một khóa ba các bác nhé. Khóa ba này. Khóa ba. Đẹp. Đế carbon. Dòng này là dòng chuyên cho xe road các bác nhé. Đấy, chuyên cho xe đua, xe road. Đó. Và rất là đẹp các bác ơi. Đế rất đẹp. Da rất đẹp. Đôi này có size của hãng là size 40 cho bác nào chân khoảng 25,2 cm đổ lại các bác nhé. 25,2 cm đổ lại. Cái này hãng nó để là 25,7 đấy, nhưng mà thực tế thì các bác 20 nếu mà đúng 25,7 các bác đi nó sẽ bị kích mõm các bác nhé. Cái này các bác tầm khoảng 25,2 cm đổ lại hoặc là 25 cm các bác nhé. Hình thức còn rất đẹp. Đôi này em để các bác 1,8 triệu. Còn đẹp lắm. Khóa 3 rồi. Hoạt động mượt mà này. Đó. Da rẻ đẹp này. Đế đẹp này. Đó. Nó dùng rồi nên nó cũng có những cái vết xước. Mà nói chung là về cơ bản thì nó vẫn là đẹp các bác nhé. Dẫm lên gạch lên đá này, nó xước là cái chuyện bình thường thôi. Đôi giày này thực tế thì người ta đi rất là ít. Giá để các bác 1,8 triệu. Đôi này mã số 3 các bác nhé. Mã số 3, một đôi giày Physics size 40. Chân nhỏ đấy các bác nhé. Cái này các bác chân mình nhỏ thôi. Đẹp. Khóa mượt. Mã số 3. 1,8 triệu cho cái đôi giày Physics này. Rồi bên đây em đã có một đôi giày của Shimano này. Đôi này thì năm 2 khóa 3. Khóa 3 các bác nhé. Cái này thì khóa của Shimano thì nó quá mượt rồi. Shimano. Đôi này nguyên bản từ bên Nhật về em chưa có lau chùi đánh rửa gì. Ở trên cái phần da của nó thì nó có những cái vết bẩn các bác nhé. Đây, vết bẩn này, này. Hầu như là em chưa nhìn thấy có xước xát gì cả. Nó là một đôi giày đẹp đấy các bác ơi, rất là đẹp. Đôi này nó có size của hãng là size 42, dòng này là dòng JC902 các bác nhé. Size 42 cho bác nào chân ở khoảng 26 cm các bác nhé. Của hãng nó để là 26,5. Thực tế thì các bác chỉ tầm khoảng 26,2 cm đổ lại hoặc là 26 cm đi là đẹp cái đôi này các bác nhé. Quá đẹp luôn các bác ơi. Đế carbon JC702. Thằng này thì nó chỉ sau mỗi cái dòng JC9 thôi. JC9 là cao cấp nhất của Shimano. Sau đó là đến cái dòng JC7. Còn rất đẹp. Size 42. Quá đẹp luôn các bác. Nhìn cái đế của nó này. Gót. Đây là cửa gió. Đôi này nó nhẹ lắm. Rất là nhẹ các bác nhé. Khóa thì quá ngon rồi. Giày thì quá đẹp. Đôi này lau chùi đi thì đẹp miên man các bác nhé. Đôi này em để các bác 2,6 triệu. Mã số 4 các bác nhé. Mã số 4. Đôi giày Shimano 2,6 triệu. Còn rất chi là mới.
Ở bên đây em đang có một đôi giày Shimano nữa các bác ơi. Dòng này thì giá nó mềm mại hơn chút. Đôi này em để các bác là 1 triệu 3. Mã số 5. 1 triệu 3 mã số 5. Giày này là dòng giày cho xe road các bác nhé, xe đua các bác nhé. Đấy, hình thức còn rất là đẹp. Đấy, thằng này cũng có khóa 3, 3 khóa 3 này các bác này. Đấy, thằng này thì nó có hai dán nữa. Cái này cái da của nó chưa lau chùi nên là nhìn nó có những cái vết dơ vết bẩn các bác nhé, nhưng mà nó còn đẹp lắm, rất đẹp các bác nhé. Đế đẹp, cái thằng này thì đế của nó là nó không phải bằng carbon đâu các bác nhé, nó là kiểu như là cái gì gọi là nhựa tổng hợp cái gì gì đấy, mà nó vẫn cứng cứng lắm các bác nhé. Mà cơ bản là cái giá thành của nó thì nó là cái hàng giá bình dân. Đấy, nên là chắc chắn là cái đế nó không thể được cái như cái đế carbon như những cái dòng mà nó đắt tiền các bác nhé. Cái này thì nó sẽ phù hợp những cái bác mà có cái kinh tế nó eo hẹp một chút. Đây, chỗ này thì nó có cửa gió này. Còn rất là đẹp các bác nhé. 1 triệu 3 cho đôi này. À, em còn đọc cái size luôn các bác ơi. Đôi này nó có size là size 41. Size 41 cho bác nào chân là khoảng 25 25,3 các bác nhé, 25 với 25,3 cm gì đấy. Size 41 đây. Quá đẹp luôn. Nó chỉ là những cái vết bẩn đấy các bác nhé, chứ không phải xước đâu. Giá rất là bình dân nha các bác chưa? 1 triệu 3 các bác nhé. Đôi giày rất là đẹp. Nay em chuyển được ba đôi giày này còn đẹp lắm. Đấy, mã số 5. Rồi bên đây em có mũ bảo hiểm này. Đây là một chiếc mũ bảo hiểm Giro, là thương hiệu của Ý các bác nhé. Chiếc này nó cũng còn rất chi là mới luôn. Giá 1 triệu tư. Chiếc này mã số 5 các bác nhé. Mã số 5. Ở đâu? Hình như là số 6 các bác ơi. À, em nhầm. Thôi để em đánh cái mã là M1 các bác nhé. Đánh mã M1 đi. Cái này mũ đánh mã M1 các bác ơi. Cái này còn quá đẹp luôn. Mũ mới lắm. Cái này các bác đầu nhỏ các bác nhé. Đầu nhỏ thôi. Nó có size của hãng là size S, vòng đầu từ 51 đến 55. 51 đến 55 các bác nhé. Quá đẹp luôn các bác ơi. Đây cái lót của trong của nó còn mới lắm. Đây là khóa này. Chỉnh vòng đầu đây các bác nhé. Giro thương hiệu của Ý. Cái này nó sản xuất ở Trung Quốc gì đấy các bác nhé. Tìm một chữ Made in này. Chưa biết là Made in ở đâu nữa. Nói chung là Made in China các bác nhé. Đấy, Giro thì nó sản xuất ở Trung Quốc. Mũ còn rất là mới quá nhé. Quá đẹp, quá mới luôn. Hầu như là em chưa nhìn thấy có xước sát thì trên cái phần thân mũ các bác nhé. Đó, cái form dáng nó rất là đẹp. Giá cũng rất là hợp lý cho các bác chơi. 1 triệu tư. Chiếc này nhẹ lắm. Hơn 200 gram. Cực nhẹ luôn. M1. Rồi bên đây em đã có một chiếc mũ cát này. Bác nào thích Made in Italia thì chơi cát. Đây là một chiếc cát Proton. Chiếc này nó cũng còn rất là mới quá nhé. Chiếc này quá mới luôn. Giá 2 triệu 2. Mã M2 các bác nhé. M2. Chiếc này thì nó có size của hãng là size M, vòng đầu từ 52 đến 58. Đấy, nó chỉnh vòng đầu đây các bác này. Thằng này ở cái phần gáy đằng sau nó có thể thò lên thụt xuống được các bác này đây. Đấy. Thò lên thụt xuống. Made in Italia. Cái chỗ này nó bằng da các bác nhé. Cái chỗ dây này nó bằng da này. Made in Italia. Cắt.
Nó có size của hãng là size M, vòng đầu 52 đến 58, đấy, trọng lượng 215g, giá 2,2 triệu quá nhé. Đấy, cái này cái viền xung quanh của nó bo bằng nhựa hết rồi. 2,2 triệu chiếc mũ này. Nó quá mới luôn quá nhé. Màu cũng đẹp. 2,2 triệu. Đấy, rồi bên đây em nó có một chiếc mũ Ben Slide các bạn này. Ben Slide. Chiếc này cũng còn rất là đẹp luôn. Form nó đây các bạn này. Ben Slide các bạn nhé. Cái này nó có được trang bị cả cái công nghệ không dây kết nối điện thoại này các bạn này. Có bài đây. Có cả MIP này. Đó. Cũng còn rất là mới quá nhé. Đấy, cái lòng ở trong đây. Chiếc này thì cũng size M, vòng đầu từ 55 đến 59 các bác ơi. Vòng đầu từ 55 đến 59 các bác nhé. Nặng 310g. Đó. Cũng còn rất chi là mới các bác nhé. Giá để các bác 1,7 triệu. Mã M3. Ken Slide thì nó sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé. Chứ không phải ở Mỹ đâu. Thương hiệu của Mỹ là sản xuất Trung Quốc đấy. Còn quá đẹp luôn. Giá 1,7 triệu. Chiếc mũ này nó đời cao đấy các bác nhé. Đi xử cái lót ở trong của bác này. Nhìn nó mới như chưa dùng vậy. Nói chung là ba cái mũ hôm nay em tuyển là còn rất chi là mới. Đó. Mới lắm. 1,7 triệu. Ở bên đây em có hai cái quần của bác ơi. Hai chiếc quần. Đây là hai chiếc quần thương hiệu của Pháp, con gà của Pháp này. Và nó là hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhé. Cái chỗ nó, cái ống này của nó là một cái miếng vải có dạng 4 chiều. Cái này các bác mặc ấy là nó phải dính chặt vào đùi thì nó mới đẹp các bác nhé. Mới luôn. Cái quài này thì nói chung là nó quá thoải mái rồi. Quài này quá ngon luôn quá nhé. Quần này nó là cái form dáng một chất vải đời mới. Nó nhẹ lắm. Cái vải của nó cầm sờ nó thích lắm các bác ơi. Đây. Đây là cái ống quần này. Đây. Hai bên là nó trang trí khác nhau các bác nhé. Đây thì nó có logo con gà này. Bịm đây. Nói chung là chiếc quần này nó không chê được vào chỗ nào các bác. Cái bỉm của nó sờ nó thích lắm. Thương hiệu con gà có size của hãng là size L. Cho bác nào 1m72 đến 1m78. Đó. Cái này thì cái này cái bụng của nó hình như là 93 đến 99 gì đây này các bác này. Đấy. Size L thì em 1m76 và em nặng 70 cân em mặc là hoàn hảo luôn các bác nhé. Cái quần này thì các bác tầm 68 đến 72 cân. 72 73 cân các bác nhé. Mặc là đẹp luôn. Chiếc này mới 100%, giá 1,5 triệu. 1,5 triệu các bác nhé. Mã Q1. Q1. Cái này mới ở bên Nhật nó bán 14.600 yên các bác nhé. Gần 3 triệu cái quần này. Đây em có hai cái. Một cái màu đen, cái này là màu xanh than. Và size số thì nó giống nhau các bác nhé. Chất vải và mọi cái nó giống nhau, nó chỉ khác nhau một tí cái màu thôi. Mã A2 cũng 1,5 triệu luôn. Quần yếm các bác nhé. Bỉm thì nó cũng giống nhau thôi. Size như nhau, thông số như nhau, chỉ khác tí cái màu các bác nhé. 1,5 triệu một cái. Cái vải của nó này, sờ nó sướng lắm. Mát. Nhẹ. Cái này nó mà thương hiệu bỏ cạp là phải hơn 2 triệu các bác này. Thương hiệu này thì nó không được đình đám như là bỏ cạp. Nhưng mà em bán có nhiều cái quần của bỏ cạp ấy. Đấy, khoảng 2 triệu. 2 triệu. Hoặc là lướt nó khoảng 1,5 triệu, 1,6 triệu mà em nói thật các bác là cái chất của nó em cầm nó không sướng bằng cái thằng này đâu. Thằng này nó chỉ thua mỗi cái thương hiệu thôi. Đấy, nhưng mà cái chất liệu này, chất liệu vải này, chất liệu làm vải ở cái phần thân này này và cái quai này này, thằng này nó ăn đứt
Đấy, quai này. Quai này mặc là nó không bị có cái cảm giác là nó bị cộm hay là nó bị cọ sát các bác nhé. Rất là thoải mái luôn. Rồi bên đây em đang có một bộ ALE. Một bộ ALE của Ý các bác ơi. Cái này nó có combo luôn các bác nhé. Đấy, cái thằng quai của cái bộ quần áo này nó cũng rất là ngon các bác này. Đấy, đây. Ngon lắm. Made in Italia. Bộ này nó có size của hãng là size M cho bác nào khoảng 65 cân người cân đối bình thường, mặc cái bộ này rất là đẹp các bác nhé. 65 cân người cân đối bình thường, ví dụ các bác cao khoảng 1m7 mà nặng khoảng 65 cân chẳng hạn, thế mặc thì rất đẹp luôn. Đấy, cái này thì bỉm xanh. Bỉm của những cái chiếc quần của Ý thì nó ngon rồi, rất là ngon. Chất vải thằng này thì quá ngon luôn. Của Ý các bác nhé, sản xuất tại Ý luôn. Mông của nó các bác. Mông của nó đẹp lắm. Nói chung là cái bộ này người ta dùng ít mà các bác. Dùng rất là ít các bác nhé. Đây là cái áo của nó. Để em đo thực tế các bác nhé. Cái này, cái nách của nó 42.5. Cái form này là mặc nó bo, nó ôm vào người các bác nhé. Nên bác nào mà muốn mặc cho nó rộng rãi thì các bác tìm những cái form khác. Còn cái form này mặc nó bo, nó ôm vào người đấy thì nó mới đẹp. Cái chiều dài là 64. Đó. Size M, Made in Italia. Hoặc là bác nào mà muốn mặc rộng thì tầm khoảng 60 cân thì mua thì vẫn mặc ok. Có điều là mặc lên ấy, thì nhìn nó cái áo với cái quần nó rộng thì nhìn nó không đẹp thôi. Còn mặc để mà nó bo, ôm, nó dính chặt vào người thì nhìn cái bộ quần áo nó sẽ đẹp hơn. Vải này thì nó mát lắm. Rất chi là mát các bác nhé. Đây là có 3 túi đằng sau này. Áo còn quá đẹp luôn. Đây có túi các bác nhé. Đây có một túi bé không. Khoảng 65 cân người này. Cái này là form người các bác phải gầy gầy một chút, người ôm ốm một chút các bác nhé. Đấy, người to béo 65 cân, người to béo nó không mặc được đâu các bác nhé. Bộ này thì đấy, bộ này thì em để các bác cả quần cả áo nó 1.700.000 này. Đấy, 1.700.000 các bác nhé. Một bộ quần áo của Ý. Cái này mã A1 các bác ơi. Mã A1 1.700.000 cho bộ này. Cả quần cả áo đấy. Đấy. Bác nào mua bộ này lời to luôn. Ở trên bến em có một chiếc áo cho các bác mặc mùa thu đông. Đây là một chiếc áo Santini, cũng của Ý luôn. Và nó có size của hãng là size M các bác nhé. Size M, cái nách là 45.5. Cái chiều dài thì nó là khoảng 70.5 các bác nhé. Cái tay của nó, tay của nó là 53.5. Chiếc áo này thì nó dùng rồi thì cái phần vải của nó thì nó cũng có những cái vết sờn nhẹ nhẹ các bác nhé, nhưng mà về cơ bản thì em thấy nó còn là đẹp đấy các bác. Đây là một cái chiếc áo mặc mùa thu đông và cái vải của nó là cái vải co giãn 4 chiều các bác nhé. Cái áo này ở bên Nhật nó bán mà các bác mua mới là nó đắt lắm các bác này, rất chi là đắt các bác nhé. Đấy, cái này nó dùng rồi nên là nó cũng có những cái vết sờn nhẹ trên cổ đấy các bác này. Đấy, bác nào mua cái áo này thực tế là nó là một cái chiếc áo cao cấp xịn sò sản xuất tại Ý mà nó có một cái mức giá em phải nói là nó rẻ lắm các bác ơi. Cái áo này thì các bác tầm khoảng 65 cân mặc ôm đẹp đấy. Còn ví dụ như bác nào muốn mặc rộng rãi thì 60-62 cân chẳng hạn, thế mặc thì nó hơi rộng một chút. Còn này, cái form này là mặc khoảng 65 cân, 65-66 cân gì đấy. Đấy là mặc nó ôm, nó đẹp các bác nhé. Đây có 3 túi này, túi đây. Đây nó cũng có những cái vết cọ sát đây các bác. Đó. Có những cái vết cọ sát đây này các bác này. Đây, đấy. Cái này kiểu như là lúc đứng chơi giải lao nó cọ vào tường các bác. Người ta dựa vào tường ấy, có cái vết. Nói chung là nó mờ mờ thôi các bác nhé.
Về cơ bản thì nó vẫn là một chiếc áo đẹp. Đấy, chiếc này thì 600 thôi các bác ơi, mã A2. Mã A2. Đấy thì nói chung là tí 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 thôi. Thực tế là em thấy nó vẫn là quá là rẻ so với lại cái chất liệu và cái thương hiệu của nó các bác nhé. Cái chất liệu vải các bác. 600.000 chiếc áo này. Đấy, mặc mùa thu đông, áo này các bác không mua thì mua áo nào được. Rồi em vừa quay chi tiết một số cái phụ kiện mà hôm nay em bán, các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em ship hàng các bác nhé. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.